Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai rất vui được là người đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong bản tin chiều nay. Bản tin của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Thực hiện đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, đến thời điểm này toàn tỉnh đã có gần 1,1 triệu người được cấp căn cước công dân, đạt trên 95%. Tuy nhiên, mới có gần 170.000 tài khoản được cấp mã định danh điện tử, tiến độ khá thấp so với yêu cầu đề ra. Để đẩy nhanh tiến độ việc thu nhận và kích hoạt định danh điện tử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị địa phương chỉ đạo đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình thực hiện ngay việc thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đảm bảo xong trước ngày 25 tháng 12. Người có hộ khẩu thường trú ở địa phương nào thì tiến hành thu nhập tại đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an cấp huyện tại địa phương đó hoặc trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Hồ sơ thủ tục cần mang theo số điện thoại chính chủ, thẻ căn cước công dân gắn chip, bản gốc giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, giấy chứng nhận đăng ký xe. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa triển khai các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 kỳ họp thứ 11 và giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2023. Mục tiêu phấn đấu đạt tổng sản phẩm tăng 9%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,5%, thương mại dịch vụ tăng 9%, nông nghiệp thủy sản tăng 2,2%, thu ngân sách trên địa bàn gần 23.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 18.200 tỷ đồng. Phấn đấu có thêm 30 xã đạt nông thôn mới nâng cao, có từ 10 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%, tỷ lệ lao động qua đào tạo 69%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 31%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn 1,6%. Thành phố Hải Phòng đang đề xuất với Chính phủ về thực hiện dự án cầu Lại Xuân và cải tạo mở rộng đường tỉnh 352 nối Hải Phòng với tỉnh Quảng Ninh. Dự án mở rộng đường tỉnh 352 và xây mới cầu Lại Xuân Bắc qua sông Đá Bạc nối Hải Phòng - Quảng Ninh nhằm thay thế phà bến Đụn kết nối với quốc lộ 18 và quốc lộ 10. Cầu Lại Xuân vượt qua sông Đá Bạc được xây dựng với tổng chiều dài 786m, bề rộng cầu chính 15m, cầu dẫn 12m. Đường dẫn hai đầu cầu với quy mô đường cấp 3 đồng bằng, mặt cắt ngang đường rộng 12m, chiều dài khoảng 1,8 km. Trong đó phía Hải Phòng khoảng 1,2 km, phía Quảng Ninh khoảng 602 m. Dự án có tổng mức đầu tư 1.322 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Dự án nhằm từng bước hoàn thiện mạng giao thông kết nối từ tỉnh lộ 352 thuộc Hải Phòng với tỉnh lộ 333 thuộc Quảng Ninh, tạo thành kết nối thông suốt giữa quốc lộ 18 và quốc lộ 10, nâng cao năng lực giao thông qua lại trên các tuyến, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của khu vực. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng vốn cho nền kinh tế và giảm mặt bằng lãi suất, Hiệp hội Ngân hàng đã họp bàn với các tổ chức tín dụng và đi tới thống nhất áp dụng mức lãi suất huy động tại các kỳ hạn tối đa 9,5% năm. Mức này đã bao gồm các khoản khuyến mại cộng lãi suất khi gửi tiền. Theo Hiệp hội Ngân hàng, dù thị trường ngoại tệ tỷ giá đã bớt căng thẳng, tuy nhiên vẫn có ngân hàng huy động lãi suất cao trên 11% năm. Vì vậy, việc các ngân hàng đồng thuận điều chỉnh lãi suất huy động sẽ giảm sức ép với mặt bằng lãi suất cho vay. Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẵn sàng hỗ trợ, đảm bảo thanh khoản cho hệ thống để có điều kiện hạ nhiệt mặt bằng lãi suất. Trong hơn một tuần qua, cơ quan điều hành đã kéo dài kỳ hạn cho vay qua thị trường mở lên 91 ngày thay vì mức 14 ngày như thường lệ. Một số ngân hàng cũng đề xuất Ngân hàng Nhà nước cần có chế tài quy định chặt chẽ để tránh tình trạng giảm lãi suất nhưng lại tăng thêm các khoản phí, gây thêm gánh nặng cho doanh nghiệp. Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư ngưng hiệu lực của thông tư đã ban hành trước đó về danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Theo đó, Bộ quyết định lùi thời gian áp dụng danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam mới đến ngày 29 tháng 12 thay vì mùng 1 tháng 12 như trước đây. Để triển khai thực hiện các quy định, Tổng cục Hải quan đã phát đi công văn yêu cầu các đơn vị nhanh chóng thông tin rộng rãi đến toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp đang thực hiện đăng ký thủ tục hải quan tại địa bàn quản lý. Sáng nay tại phố Trúc, khu đô thị Eco Park, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức phiên chợ cam Hưng Yên năm 2022.
Phiên chợ cam Hương Yên năm nay được tổ chức tại khu đô thị Eco Park, gồm 50 gian hàng với đa dạng các sản phẩm cam và nông sản của tỉnh Hương Yên. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức nhằm giới thiệu quảng bá nông sản Hương Yên tới người tiêu dùng, du khách trong và ngoài nước, góp phần mang lại hiệu quả sản xuất cho người nông dân. Phiên chợ cam cũng là dịp để các hợp tác xã, nhà vườn, hộ sản xuất, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cam Hương Yên trao đổi tiếp nhận góp ý của người tiêu dùng để không ngừng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Lễ khai mạc công bố Festival Hoa Đà Lạt đã chính thức diễn ra. Đây là sự kiện văn hóa đặc sắc, không chỉ tôn vinh những người trồng hoa, mà còn là chuỗi sự kiện quảng bá du lịch sản phẩm đặc trưng và con người Đà Lạt hiền hòa đến với du khách trong và ngoài nước. Với chủ đề Đà Lạt thành phố bốn mùa hoa, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022 diễn ra từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12 với chuỗi sự kiện gồm 9 chương trình và 12 chương trình hưởng ứng và hơn 30 chương trình nghệ thuật đặc sắc khác. Điểm mới của Festival Hoa năm nay là không chỉ có các chương trình chính diễn ra trong tháng 12 mà còn có các chương trình hưởng ứng đã được tổ chức tại các địa phương trong tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật ấn tượng thu hút sự quan tâm của công chúng. Cùng với đó là các công trình hạ tầng mới cũng được thi công và đưa vào hoạt động vào dịp festival như các tiểu cảnh hoa, công trình chiếu sáng nghệ thuật quanh Hồ Xuân Hương hứa hẹn sẽ mang lại một mùa festival đáng mong đợi sau 2 năm khó khăn vì dịch Covid-19. Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp kiểm tra kho của công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Long Phát, phát hiện trên 25 tấn sản phẩm gồm thịt gà, thịt bò, các loại nội tạng động vật đều không có tem nhãn mác, giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, trong đó có nhiều thực phẩm có hiện tượng bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không cung cấp được hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa số sản phẩm động vật trên do công ty mua về để bán lẻ lại cho các nhà hàng quán ăn trên địa bàn thành phố Biên Hòa và các vùng lân cận. Việc mua bán chủ yếu thông qua các trang mạng xã hội, đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Dịp cuối năm, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng cao, các tổ chức cá nhân kinh doanh thực phẩm vì mục đích lợi nhuận đã mua những thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng nhập lậu về đông lạnh để bán ra thị trường. Do đó, người tiêu dùng cần lựa chọn những thực phẩm có thương hiệu uy tín để đảm bảo an toàn sức khỏe. Sau khi tỷ phú Mỹ Elon Musk tạm đóng tài khoản trên mạng xã hội Twitter của một số nhà báo đưa tin về mình, quan chức EU cảnh báo ông chủ Twitter về nguy cơ bị trừng phạt vì hành động này. Phó Chủ tịch Ủy ban Minh bạch và Giá trị của EU ngày 16 tháng 12 tuyên bố, đạo luật dịch vụ kỹ thuật số mới của Liên minh châu EU đòi hỏi các bên phải tôn trọng tự do báo chí và các quyền cơ bản. Việc tùy tiện đình chỉ các nhà báo trên Twitter là rất đáng lo ngại. Tuyên bố được đưa ra sau khi nhiều nhà báo Mỹ, trong đó có những phóng viên làm cho những tờ báo nổi tiếng như New York Times, Washington Post hay CNN, ngày 15 tháng 12 đã bị Twitter khóa tài khoản trong 7 ngày mà không đưa ra lời giải thích. Tỷ phú Elon Musk, ông chủ mới của Twitter, cáo buộc các nhà báo đã chia sẻ thông tin cá nhân của ông. Tại Anh, chính phủ nước này đang chuẩn bị công bố quyết định cấm rộng rãi các mặt hàng nhựa sử dụng một lần, vốn là chủ đề gây tranh cãi trong nhiều năm. Chính phủ Vương quốc Anh đã cấm ống hút, que khuấy và bông ngoái tai bằng nhựa vào năm 2020 nhằm giảm thiểu rác thải ô nhiễm nhựa. Giờ đây, quyết định cấm các mặt hàng phổ biến khác sẽ được Bộ trưởng Môi trường công bố trong vài tuần tới. Quyết định được đưa ra sau một cuộc tham vấn cộng đồng do Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn tổ chức từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 2 năm nay. Các kế hoạch cấm đồ đựng bằng nhựa và polystyrene dùng một lần đã bị trì hoãn do các cuộc tranh luận chính trị khác. Một thủy cung lớn ở trung tâm thủ đô Berlin, Đức bị vỡ vào đầu ngày 16 tháng 12, khiến 100 nhân viên phản ứng khẩn cấp được điều động tới hiện trường. Công trình thủy cung Silai cao 16 mét tại khách sạn Radisson Blue ở thủ đô Berlin đã bất ngờ bị vỡ vào ngày 16 tháng 12, khiến một lượng lớn nước tràn ra ngoài. Đây là thủy cung có 7 hình trụ đứng cao nhất thế giới, chứa 1.500 con cá nhiệt đới. Hơn 100 nhân viên đã phải ứng phó khẩn cấp và được huy động đến hiện trường để khắc phục sự cố. Nguyên nhân gây ra sự cố chưa được xác định, nhưng một số người suy đoán có thể do nhiệt độ giảm. Mới đây, câu chuyện một cụ bà tốt nghiệp đại học ở tuổi 90 tại Mỹ đã thu hút sự quan tâm của truyền thông thế giới, khiến người khác khâm phục về tinh thần học, học nữa, học mãi. Cụ thể, đó là câu chuyện của bà Joy DeForest, 90 tuổi, đang sinh sống tại bang Illinois của Mỹ. Vừa qua, bà DeForest chính thức tốt nghiệp Đại học Bắc Illinois sau 71 năm trì hoãn vì tập trung chăm lo cho gia đình. Đây cũng là cử nhân lớn tuổi nhất trong 127 năm lịch sử hình thành của trường đại học này.
Tại buổi lễ tốt nghiệp, hình ảnh bà cụ ngồi trên xe lăn, mái đầu bạc trắng, đội mũ cử nhân tiến vào giảng đường để làm lễ nhận bằng khiến toàn thể những ai có mặt đều xúc động. Phát biểu tại buổi lễ, bà Dufour nhắn nhủ các thế hệ sau rằng đừng bao giờ bỏ cuộc. Nếu có cơ hội, có khả năng thì không có lý do gì để chúng ta từ bỏ việc học tập. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin của chúng tôi đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.